Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay, đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ các bạn một cái căn biệt thự. Biệt thự, các bạn nhìn cái căn biệt thự xanh. Và đây là theo cái đơn đặt hàng thiết kế của anh Tài ở Vĩnh Phúc các bạn nhé. Thì các bạn đã có dịp đến thăm khu vực Đại Nải Vĩnh Phúc thì không gian khu vực Đại Nải rất là đẹp. Và đây là căn nhà mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng đặc biệt anh Tài ở Vĩnh Phúc các bạn nhé. Thì với cái căn biệt thự không gian đất của gia đình anh là mặt tiền là 20m, chiều sâu nhà 25m, diện tích tổng công trình là 500m2, thì chúng tôi đã thiết kế và xây dựng theo phong cách ngôi nhà kiến trúc xanh cho gia đình anh. Và với cái kích thước mặt tiền nhà là 10m, chiều sâu nhà 13m, thì cái khuôn viên tổng thể của công trình. Thì trong video ngày nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các quý khán giả theo dõi trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân cái bộ hồ sơ của cái công trình này. Để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào thì các bạn lên Google search từ khóa Phạm Văn Tuân. Khi các bạn gõ từ khóa Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ làm các bước sau để chúng ta sẽ nhận được nhiều các video chia sẻ từ mỗi nhà vườn đến các căn biệt thự cao cấp. Thì các bạn kích vào cái nút đăng ký này, sau đó các bạn nhớ rung chuông ở đây. Thì mỗi một lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo. Các bạn nhớ đây, chúng ta sẽ nhận được cái thông báo. Thì các bạn nhớ là ấn nút đăng ký, sau đó chúng ta sẽ tích gì vào cái ô có cái chuông ở đây. Ngoài ra thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi đã tổng hợp tất cả các mẫu các căn biệt thự trên cái website 1001 mẫu nhà đẹp.com. thì các bạn vào mẫu biệt thự. Ở đây các mẫu biệt thự sau khi các bạn vào đấy, chúng ta sẽ lăn chuột xuống thì các bạn sẽ tìm được cho mình một cái căn biệt thự mơ ước. Ví dụ các bạn xem cái mẫu biệt thự 1001BT12, đơn vị tôi thiết kế cho cái căn biệt thự này cho khách hàng em Nguyên ở tỉnh Bắc Giang chẳng hạn. Thì với không gian công trình này thì các bạn có thể vào chúng ta xem được video ưng ý, thì các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi theo số line 0386325566. Bây giờ quay trở lại với công trình nhà anh Tài ở tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái ý tưởng thiết kế trước, sau đó đến cái công năng từng phòng và giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm dịch vụ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì với công trình này là công trình xanh, thì không gian của các căn biệt thự ở vùng Đại Nải Vĩnh Phúc thì các bạn sẽ nhìn rất là đẹp và gần gũi với thiên nhiên, môi trường xung quanh. Và anh chị có ý tưởng là thiết kế không gian xanh thì ở đây chúng tôi đã từ cái khu vực gara ô tô thì cũng sẽ thiết kế là trồng cỏ và phun tưới nước tự động. Đến khu vực mái phía trên thì chúng tôi cũng đã sử dụng các cái hệ thống cỏ và tưới tự động hết các bạn nhé, cùng với cái nguồn, đây là cái nguồn năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời. Đấy, không gian cái này là pin năng lượng mặt trời các bạn nhé. Thì nguồn năng lượng mặt trời để sẽ lấy toàn bộ cái không gian này, sẽ lấy nguồn năng lượng để cung cấp cho cả không gian nhà. Và phía trên này trồng cỏ và các bạn nhìn cái không gian. Đấy, các vị đây là vị trí trồng hoa này. Đấy, đây vị trí xích đu này cho các bé này. Đây là cái không gian để tiệc ngoài trời. Đấy, thì không gian chúng tôi sử dụng hết cái phần mái phía trên không gian nhà cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ phân tích thì các bạn sẽ xem một lượt các cái không gian, cái công năng. Sau đó tôi sẽ phân tích cho các bạn cụ thể từng cái công năng một. Chúng ta sẽ xem phần kiến trúc không gian mặt tiền phía ngoài trước. Thì đây là cái không gian mặt tiền phía ngoài của công trình. Chúng tôi đã bỏ cái tường rào đi để các bạn có cái góc nhìn nó sâu hơn. Thì với cái đặc điểm không gian nhà này là kiến trúc hiện đại và gần gũi với thiên nhiên, thì ở đây chúng tôi đã phá cách ra cái không gian ở phía ngoài bằng hai cái cột tròn hình chữ V. Đấy, anh làm cho không gian của tập đoàn VinFast. Thì không gian của chữ V này thì các bạn sẽ nhìn cái biểu tượng anh muốn đưa vào không gian nhà, thì chúng tôi cũng khéo léo đưa vào cái kiến trúc công trình anh. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn cái phần không gian ở dưới tầng 1 thì chúng tôi sử dụng ốp hết đá các bạn nhé. Ốp đá hết từ mặt dưới lên đến tận trên này thì các bạn sử dụng cái ốp đá và sử dụng nguyên liệu là đá marble. Và tiếp theo ở phần phía trên, ở phần phía trên ở cái mặt không gian hai mặt tiền này thì các bạn nhìn cái phần không gian này thì chúng tôi đã bố trí là cái gạch bông gió. Đấy, gạch bông gió. Đấy, bông gió đất nung. Thì với cái gạch bông gió đất nung này tạo cái không gian ô thoáng cho cái khuôn viên phía ngoài của công trình và giảm được cái lượng nhiệt và ánh nắng chiếu vào bức tường bên trong của không gian phòng. Thì các bạn chú ý đây là cái gạch bông gió ô thoáng bằng đất nung các bạn nhé. Tiếp theo thì đây chúng tôi phần mặt trước và phía trước của công trình thì chúng tôi sử dụng cái phần kính, đây, cần kính
và cái phần này sẽ trồng hoa ở phía trên. Đây không gian kính. Đấy, không gian cái ban công của phần kính. Đấy là cái không gian phía trước của mà công trình. Ở góc này các bạn nhìn được hai mặt tiền. Bây giờ chúng ta sẽ xem phía tường rào. Đây là cái không gian tường rào. Sau khi chúng tôi đã lên phương án và cái không gian tường rào thì tạo ra cho các bạn các cái ô thoáng. Thì ở đây thì các bạn nhìn cái không gian, đây là cái phần lam ô thoáng để tôi nhìn vào cái khu vực này, là cái khu vực hồ nước. Và đây thì phía ngoài đây cái không gian từ cửa chính các bạn nhìn view vào tường kính cường lực, sau đó thì trồng các cây xanh để ta view vào cảm giác cái không gian nhà nó mở ra các bạn nhé. Còn đây là cái vị trí cửa bốn cánh thì hệ thống cửa tự động các bạn nhé, cửa này cửa tự động và hai phía cột ốp để chúng ta lắp các cái phần cánh cửa thủy lực để mở, các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên không gian phía trên của bức tường, thì không gian xanh thì chúng tôi cũng đã thiết kế cho không gian phía trên của công trình anh đây. Phía này thì chúng tôi đã đổ là làm dày hơn và xây gạch để khoảng hở để trồng các cái cây xanh, tạo ra cái không gian nhà nó mát nhất để với cái kiến trúc phía ngoài. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn cái không gian mặt tiền trực diện, chúng tôi bỏ bức tường đi thì các bạn nhìn trực diện vào đây, thì các cái vị trí không gian chúng tôi sẽ bố trí như thế này để cho các bạn nhìn. Từ viết vị trí cổng vào thì thẳng cổng này thì chúng ta sẽ vào khu vực gara ô tô. Đấy, khu vực gara ô tô. Và ở phía góc bên tay phải màn hình các bạn, ở đây là cái phần đài phun nước, thì chúng tôi cũng chia sẻ cho các bạn để cái vượng khí trong không gian nhà, thì chúng ta nhà chúng ta có cây thì có nước để chúng ta sinh các cái khí tốt trong không gian nhà, và cái nguồn sinh khí này sẽ tạo cái sự thịnh vượng cho căn nhà. Các vị trí đặt các cái hồ nước là rất là quan trọng trong không gian để các bạn chú ý. Đây với không gian mặt tiền trực diện phía trước này thì các bạn nhìn cái phần ô mái vắt ở đằng này là khu vực để chúng ta cầu thang phía trên để lên đi ra cái phía trên của công trình nhé. Đấy, còn phía này là phía bên dưới này. Thì đây thì các bạn nhìn chúng tôi đã thiết kế, vì cái hệ thống là cây xanh hết, thì ở đây cái tường rào phía này thì chúng tôi thiết kế là sẽ trồng trúc, trồng cây trúc. Đấy, trúc quân tử. Thì các bạn biết đặc điểm của những cái cây trúc này là có sự hiên ngang, kiên cường và cái sức sống mãnh liệt và trường tồn. Đấy, nó thuộc dạng họ che trúc. Thì ở đây đọc cái rìa này thì chúng tôi đã thiết kế trúc ở hàng trúc phía bên này cũng tương tự như vậy, là phía hàng trúc xung quanh hai bên của công trình. Rồi các bạn sẽ đến với cái góc nhìn tiếp theo. Đây là cái khuôn viên để chúng ta cái cổng, và các bạn nhìn phía ngoài thì chúng tôi cũng được thiết kế cái khuôn viên cổng là sẽ ốp gạch hết để các bạn nhìn chung cái nhà rất là sang trọng. Cái phần ốp gạch này phần đá tự nhiên, đá thanh hóa các bạn nhé. Rồi ok, các bạn sẽ đến với cái góc nhìn tiếp theo. Ở cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn được cái không gian phía đằng hồi của công trình, và chúng ta cũng nhìn được đây là cái phần khu vực cầu thang, thì chúng tôi thiết kế lồi ra và lấy phun ánh sáng bằng các cái không gian ô cửa kính, thì chúng ta sẽ chiếu hết ánh sáng vào trong nhà, không gian nhà thoáng nhất các bạn nhé. Đây là cái chúng tôi đã lên phương án thiết kế cực kỳ thoáng luôn cho không gian nhà. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến với cái góc nhìn chúng tôi to tường rào vào để các bạn nhìn tổng thể. Đây là cái khuôn viên tổng thể, góc nhìn này là góc nhìn đẹp nhất các bạn nhé, không gian góc nhìn này view vị trí đẹp nhất, các cái vị trí cây hoa trồng từ tưới lên trên, các cái màu sắc thì chúng tôi bố trí vào, đặc biệt là các cái vị trí đi lại. Đây các bạn, vị trí đi lại bằng cái đá xanh này, và các vị trí chúng tôi trồng cỏ ở chỗ nào, đấy, trồng cỏ làm sao các bạn vị trí chúng ta quan sát hết, và các cái đường đi đây bằng đá xanh các bạn nhìn đó có hết, và khu vực hồ đấy ở cái góc này góc nhìn rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn được cái khu vực tiệc ngoài trời, cái xích đu, và cái phần các bạn chú ý đây là cái phần năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời để làm mát cái không gian của cái phần này. Các bạn chú ý là cái khu vực cầu thang ấy, là cái khu vực là cái con đường sinh đạo trong một ngôi nhà, mà khu vực cầu thang của các bạn nó rất là mát. Vì tại sao nó mát? Vì tất cả phía trên là nguồn bằng pin năng lượng mặt trời, bao nhiêu nắng nhiệt thì nó sẽ hấp thụ hết các bạn nhé. Đó. Chúng tôi cũng tận dụng tối thiểu không gian hấp thụ cho các bạn để các bạn nhìn. Bây giờ các bạn sẽ có góc nhìn tiếp theo. Ở cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn được cái hàng rào cây trúc hai bên rìa xung quanh để các bạn nhìn cái không gian nhà, thì các bạn quan sát được. Chúng tôi sẽ có góc view tất cả các góc. Đây góc nhìn này là góc nhìn đằng sau nhà.
phía đằng sau nhà để cho các bạn sẽ nhìn được tổng thể không gian xanh mướt của khu vực Đại Nải, Vĩnh Phúc các bạn nhé. Đây thì không gian phía đằng sau thì có cái ban công rất là thoáng để chúng ta sẽ nhìn. Thì tất cả các không gian đây là các phòng ngủ chúng ta nhìn ra cái khu vực ban công, còn đây cả cái này cái hành lang chúng ta đi ra phía ngoài, hành lang xung quanh nhà rất là rộng và đẹp, và các cái góc nhìn thì các bạn nhìn rất là đẹp. Thì không gian nhà nó lẫn cùng với cái không gian của núi rừng và rừng cây luôn, thì các bạn nhìn nó rất là thoáng và đẹp xanh mát. Đây là cái góc nhìn phía đàng là khu vực cầu thang và các cái vị trí ô cửa sổ phòng ngủ. Đây góc nhìn phía sau thì chúng tôi sẽ view cho các bạn các cái góc để cho gia chủ nhìn được thấu đáo nhất về cái công trình của chúng ta. Thì các bạn nhé, chúng ta sẽ có các góc view như vậy. Đây là cái góc view tiếp theo. Ở cái góc view này chúng ta sẽ nhìn trực diện luôn. Đấy, trực diện cái hướng này. Chúng ta sẽ đến cái góc view cận cảnh. Đây thì chúng tôi cũng lấy cận cảnh cho các bạn từ chiếc xe ô tô vào khu vực bên trong để các bạn nhìn sâu vào bên trong nhà. Đây là góc cận cảnh, chúng ta bước 3 bậc vào khu vực cửa đại chính thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách của gia đình. Đó, chúng ta sẽ góc view cận cảnh tiếp theo. Đấy, đây là cái hành lang để các bạn nhìn cận cảnh cái phần việc hành lang trồng trúc này. Đấy, không gian này để các bạn nhìn góc cận cảnh luôn. Thì chúng ta sẽ nhìn như thế. Bây giờ các bạn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần bố trí công năng bên trong của công trình. Thì với cái sơ đồ công năng đây thì các bạn sẽ nhìn được, tôi sẽ phân tích cho các bạn từ cái việc chúng ta sẽ cái gara ô tô, chúng ta đi thẳng vào đây, đi vào trong gara ô tô này. Thì cái phần gara ô tô này thì chúng tôi đầu tiên cũng thuyết phục cho anh Tài là chúng ta sử dụng cái cửa cuốn. Đấy, cửa cuốn sẽ kéo cái hạ rèm xuống tự động, nhưng anh vẫn thích là cái cửa lắp bằng piston xi lanh để đẩy mở ra. Đấy, thì anh cái phần cửa cuốn anh không thích lắm. Thì cái hệ thống cửa đây thì từ cái việc chúng ta đi thẳng ô tô vào trong bên cái gara này, thì trong này chúng ta có thể để xe máy, để xe đạp, đấy, các xe đạp điện được. Sau đó từ đây các bạn có thông cái cửa ra đây để các bạn đi thẳng vào, đây là khu vực sảnh phụ. Còn nếu các bạn đi thẳng đây thì chúng ta sẽ bước lên cái khu vực sảnh này, chúng ta sẽ vào khu vực sảnh chính của công trình. Và sảnh chính này thì các bạn sẽ view ra cái ô cửa kính ở đây thông, và chúng ta sẽ trồng cây ở góc này, các bạn nhìn view thẳng ra. Đấy là cái không gian, cái lối đi công năng để chia cho các bạn. Chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách này. Phòng khách kết hợp với phòng ăn và bếp, nghĩa là liên thông nhau mở rộng bằng một cái vách ngăn ở đây. Thì khu vực này là 48m², rất là rộng rãi và thoáng các bạn nhé, gần 50m². Và thẳng khu vực phòng khách này thì chúng ta đi vào đây từ cái cửa phụ này. Các bạn đi vào đây thì các bạn đến cái khu vực thứ nhất là khu vực tủ lạnh này, bồn rửa này, sang đây bếp nấu này, sau đó sang đến đây thì các bạn vào đặt khu vực bàn ăn. Thì khách chúng ta từ khu vực nghỉ này thì quá trình có thể tham gia quá trình nấu nướng cùng với gia đình luôn khi chúng ta tổ chức tiệc. Thế là ở dưới tầng dưới. Tiếp theo ở thẳng cái hành lang này chúng ta đi vào đây thì các bạn sẽ có một cái bồn rửa tay không gian chung, và đến đây là cái phòng đi vệ sinh tách riêng, phòng tắm tách riêng. Thì anh chị cũng muốn tách riêng từng khoảng khu vực này vì khu vực này là khu vực chung ở tầng dưới. Nhưng ở đây thì các bạn quan sát là chúng ta đi thẳng vào đây thì đến khu vực cầu thang chúng ta sẽ đi lên trên. Thì trước khi đến khu vực cầu thang thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái phòng ngủ dưới này. Thì đây là phòng ngủ thứ nhất, là chúng ta sẽ view ra được phía ngoài cổng. Phòng ngủ này có diện tích là 18m². Thẳng đến đây thì chúng ta đến phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này có phòng vệ sinh khép kín bên trong. Phòng ngủ này là 25m², rất là rộng rãi, có khu vực phòng vệ sinh riêng và có cái ô cửa sổ lấy ánh sáng và thoáng không gian vào phòng ngủ này. Đấy, ô cửa sổ đằng trước, đằng sau hai bên rất là thoáng luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên tầng trên nhé. Các bạn sẽ đi cầu thang ở đây, chúng ta sẽ đi cầu thang thẳng đây. Các bạn sẽ lên khu vực tầng trên thì chúng ta xem lên công năng tầng trên thế nào. Ok, đây rồi các bạn, chúng ta đã lên được lên đến tầng trên đây rồi. Sau khi chúng ta đi bộ cầu thang lên đến đây thì các bạn sẽ vào khu vực chúng ta thấy cái khoảng không đầu tiên rất là rộng rãi và thoáng. Đây chính là khu vực phòng sinh hoạt chung. Ở trên tầng 2, phòng sinh hoạt chung này có diện tích là 25m², rất là rộng rãi và thoáng cho các bạn. Thì phòng sinh hoạt chung nó khác với cái phòng tiếp khách, phòng khách ở phía dưới. Đây là cái không gian riêng để các cái thành viên trong gia đình chúng ta có thể tâm sự với nhau, nói những câu chuyện và bàn các cái hướng định hướng kế hoạch và tâm sự những cái không gian riêng rẽ của các thành viên trong gia đình. Thì ở trên tầng 2 này gồm có 3 phòng ngủ. Thì chúng ta sẽ có cái phòng thứ nhất từ phòng sinh hoạt chung này thì các bạn sẽ vào đây, phòng ngủ này.
Đây là một phòng ngủ rất là rộng, phòng ngủ này có diện tích là 20 m². Và chúng ta tiếp tục đến cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này cũng tương tự với phòng ngủ phía dưới là 25 m², rất là rộng, không gian thoáng. Và đây có phòng vệ sinh chung của hai phòng ngủ này. Và tiếp theo chúng ta ra đây thì có không gian khu vực phòng thờ, không gian phòng thờ các bạn nhé. Đấy, thì tổng không gian phòng thờ này có diện tích là 14 m². Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn lên đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn từ khu vực trung tâm của cái phòng sinh hoạt chung của gia đình này. Thì các bạn sẽ có cái ô cửa đây, thì các bạn sẽ đi ra cái hành lang, lối hành lang này. Cái lối hành lang này thì đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho anh thẳng cái hành lang đây, chúng ta sẽ đi ra đây, đi ra đây. Và lối hành lang này thì cái phía đằng này thì là phía hướng nắng, thì chúng tôi có thiết kế gạch bông gió. Đấy, bông gió để giảm cái lượng nhiệt vào vị trí các cái phòng. Và khoảng cách từ đây ra đó là 1m2. Và chúng ta đi ra cái khu vực ban công đây. Và không gian này thì chúng tôi ở cái phòng sinh hoạt chung này thì chúng ta có thể đi ra được, hoặc là chúng ta đi từ cái phòng ngủ này các bạn mở cửa đi ra được. Đấy, kết nối sang đây là khu vực phòng thờ và có không gian ban công ở phía trên. Rồi sau đó, sau khi các bạn đã đi tham quan hết một lượt ở phía trên thì chúng ta sẽ tiếp tục các bạn leo cầu thang, chúng ta đi lên chỗ này, lên trên đây và lên đây, thì chúng ta sẽ lên không gian thần tượng, không gian mái sân thượng phía trên thì được trồng cỏ này, được bố trí không gian tiệc ngoài trời này, có xích đu này, và chúng ta có thể view toàn không gian của đại nải các bạn nhé. Thì không gian ngoài trời vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn cái không gian ngoài trời đây. Để đây thì các bạn nhìn cái không gian ngoài trời này đây, thì chúng ta sau khi các bạn lên được phía trên đấy, đây tôi view gần cho các bạn thì cái tiệc ngoài trời nó ở đây. Thì chúng ta sẽ lên cái ô cửa, từ vị trí ô cửa đây chúng ta mở ra thì các bạn đến với không gian của thần sư tượng, xích đu, tiệc ngoài trời, không gian trồng cây, trồng cỏ, nhìn rất là thoáng và đẹp. Đấy, các bạn nhìn cái tầng mái phía trên. Rồi chúng ta sẽ ngắm lại một lượt nữa cái không gian của căn biệt thự xanh đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Tài ở Đại Nải, Vĩnh Phúc, để các bạn có góc nhìn chân thực nhất về cái quá trình tư vấn thiết kế và cái không gian nhà mà đơn vị chúng tôi vừa chia sẻ cho tất cả các bạn. Đây các không gian xanh nha các bạn. Rồi cũng qua video này, chân thành cảm ơn gia đình anh Tài đã ủng hộ và tin tưởng đội ngũ kiến trúc sư của công ty thiết kế nhà đẹp của Linh. Chúc gia đình anh chị kinh doanh càng ngày càng phát đạt và luôn luôn mạnh khỏe thịnh vượng. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo để giới thiệu các căn biệt thự cao cấp. Bây giờ để các bạn nhận biết được một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp và các cái hình ảnh như thế nào, thì các bạn tôi chia sẻ cho các bạn một cái cách để cho các bạn nhận diện được một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thứ nhất là các bạn quan tâm xem là cái đơn vị đó có đội ngũ anh em kiến trúc sư nhiều hay không. Thì ở đây chúng tôi có các kiến trúc sư rất là nhiều và anh em kiến trúc sư đi khắp nơi luôn. Đấy, từ đội ngũ trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung anh em sẽ đến. Và đây anh em đội ngũ kiến trúc sư ở nhà để làm việc lên 3D, lên kết cấu, lên kiến trúc, lên dự toán và tách bổ các chi tiết. Yếu tố thứ hai là các bạn xem cái đội ngũ của kiến trúc sư tạo ra các cái không gian nhà có đẹp không. Từ đây chúng ta sẽ quan sát để có rất nhiều các mẫu nhà đẹp cho các bạn, các mẫu nhà rất là đẹp cho các bạn. Đấy, có rất nhiều các căn biệt thự đẹp cho các bạn. Và yếu tố tiếp theo là cái khả năng chia sẻ thực chiến, là đơn vị chúng tôi phát trực tiếp những cái video cho các bạn để các bạn xem cái quá trình chia sẻ các bạn về cái không gian nhà, từng cái căn biệt thự cho các bạn. Ví dụ chúng tôi cũng chia sẻ phát trực tiếp bàn giao những cái căn biệt thự duy nhất có đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp của Linh chia sẻ quá trình phát trực tiếp như vậy thôi. Đấy thì các bạn nhìn thì đơn vị chúng tôi đây, ví dụ như phát trực tiếp bàn giao cái căn biệt thự ở Bắc Giang này, căn biệt thự 3 tầng, diện tích sàn 160 m² một sàn này, các bạn rất là rộng ở Bắc Giang này. Chúng tôi cũng chia sẻ phát trực tiếp cho các bạn. Đây không gian gia đình rất là rộng, thì các bạn xem video này chúng tôi phát trực tiếp để bàn giao cho gia đình cái căn biệt thự này. Đấy thì các bạn nhìn đây là cái phần tư vấn không gian thiết kế nội thất cho gia đình, để các bạn nhìn cái quá trình đơn vị tôi làm để chia sẻ thực chiến cho các bạn. Có một số cái khách hàng thì họ cũng không muốn chia sẻ trực tiếp, thì những cái đấy thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái hồ sơ để các bạn nhìn thôi. Ở đây những cái không gian chia sẻ của bạn, đấy những không gian như này đơn vị tôi phát trực tiếp, không có đơn vị nào làm cái việc này các bạn nhé. Đó thì chỉ có duy nhất đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thôi. Đấy là cái yếu tố mà chúng tôi chia sẻ với các bạn.
Thế ngoài ra để một công trình cho các bạn đẹp hơn nữa thì các bạn phải tham gia cái module số 2, thì cái module thiết kế nội thất thì chúng ta sẽ tham quan cái xưởng thiết kế nội thất của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì cái xưởng nội thất này cũng rất là rộng rãi 500m² của đơn vị công ty thiết kế. Sau khi đây là những hình ảnh thiết kế rồi thì chúng ta sẽ đặt đơn vị chúng tôi thi công và thiết kế nội thất những cái căn nhà hiện đại. Những nhà hiện tại thì chúng ta sẽ dùng gỗ công nghiệp để các bạn phù hợp với cái công năng của công trình. Đây thì cái sản phẩm gỗ công nghiệp thì chúng tôi sử dụng là đa số là cái gỗ An Cường. Đây là cái thương hiệu rất là lớn. Đây các bạn nhìn những cái sản phẩm như này. Đây là cái cánh tủ đó các bạn nhìn. Đây là cái gỗ ép công nghiệp. Thì gỗ ép công nghiệp có nhiều cái ưu điểm. Đó là các bạn nhìn là nó sẽ rất là đẹp. Thứ hai là nó khả năng chịu nước rất tốt. Và thứ ba là nó không bị cong vênh. Đấy, đây là yếu tố để chúng ta lựa chọn cái gỗ công nghiệp trong cái thời đại công nghệ số. Để các bạn nhìn. Rồi, chúng tôi sẽ mở cho các bạn một cái đoạn video mà khách hàng đã sử dụng và rất là yêu thích và khen cái sản phẩm của công ty chúng tôi nhé. Rồi em chào chị Hằng. Em ở đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, sau khi đã thi công và thiết kế trọn gói không gian bếp cho gia đình thì chị cảm nhận thế nào về cái không gian bếp nhà mình sau khi được đơn vị thiết kế và thi công trọn gói cái không gian bếp? Sau khi mà nhà về hoàn thiện để ở đấy thì chị thì phụ nữ mà cho nên là bao giờ cũng chú ý và quan tâm nhất đến cái không gian bếp. Thì trong quá trình sử dụng thì chị thấy nó rất ổn và rất tiện lợi. Thì cũng nhờ các em bên thiết kế cũng để cho chị cảm thấy rất là thuận tiện và thoải mái mỗi khi buổi chiều về nhà nấu ăn. Nói chung là rất là hài lòng. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Đấy, vừa rồi các bạn đã được xem một đoạn video về sản phẩm mà chị Hằng ở một cái chung cư ở thủ đô Hà Nội đã rất là yêu thích. Cái sản phẩm mà đơn vị chúng tôi làm toàn bộ cái căn chung cư cho gia đình, và chị có chia sẻ về cái không gian bếp nhà chị và chị rất hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại với cái không gian nhà mà anh Tài chúng tôi cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn rồi. Và trong cái video này thì tôi cũng chia sẻ hơi nhiều một chút để cho các bạn có cái góc nhìn chân thực nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cũng đến cuối video rồi, nói hơi dài một chút nhưng đây là video chia sẻ cho các bạn, giúp bầu tâm sự của bạn. Nếu các bạn đang chuẩn bị xây nhà, đang tìm những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline 0386 325 566. Chúc tất cả các quý giả luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.